Cơ thể con người sẽ thế nào nếu nhịn đói dài ngày? Theo các chuyên gia và các nghiên cứu thì cơ thể con người có thể tồn tại được từ 20 đến 40 ngày nếu nhịn ăn mà vẫn uống nước. Mặc dù không chết nhưng những rủi ro cho sức khỏe cũng không ít đâu nhé. Trước tiên, cơ thể chúng ta sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào trong 8 giờ đầu tiên sau khi nhịn ăn. Các bộ phận vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, phân hủy thức ăn thành glucose để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Từ 8 đến 12 giờ tiếp theo, khi lượng đường dự trữ trong cơ thể cạn kiệt, cơ thể sẽ bắt đầu chuyển hóa glycogen từ gan và cơ thành glucose. Sau khi hết glucose và glycogen thì cơ thể sẽ bắt đầu sử dụng các axit amin để cung cấp năng lượng. Sau khoảng 36 giờ thì glycogen cuối cùng cũng sử dụng hết. Lúc này cơ thể bắt buộc phải tìm đến cơ chế năng lượng mới để tiếp tục duy trì sự sống. Quá trình ketosis sẽ được kích hoạt. Các phân tử chất béo sẽ chuyển hóa thành cetone, một dạng năng lượng khác dành cho cơ thể. Thời điểm này, cơ thể sẽ có sự giảm cân rõ rệt. Chất béo cứ như vậy được sử dụng để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Những người càng béo thì khả năng nhịn đói sẽ càng lâu hơn. Đến đây thì bạn cũng đã hiểu tại sao khả năng nhịn ăn của mỗi người có sự khác nhau. Người này nhịn được 20 ngày, nhưng người kia lại nhịn tới 60 ngày rồi, phải không? Cuối cùng, khi lượng chất béo dự trữ được chuyển hóa hoàn toàn thì cơ thể sẽ áp dụng cơ chế lấy năng lượng cuối cùng, đó là phân hủy protein từ cơ bắp. Theo cách nói của các nhà khoa học thì đây là cơ chế cơ thể tự ăn thịt chính mình. Vì đây là nguồn nhiên liệu duy nhất còn lại trong cơ thể nên giai đoạn này khá nguy hiểm. Các cơ, bao gồm cả cơ tim, đều sẽ bị biến thành năng lượng. Khi cơ tim không còn co bóp được thì đương nhiên về trời là điều không thể tránh khỏi rồi. Thế nào? Chắc chắn các bạn cũng hơi sợ phải không? Thật ra thì cơ thể con người vẫn có thể tự phục hồi sau khi nhịn đói dài ngày. Tuy nhiên, khả năng phục hồi đến đâu thì còn phụ thuộc vào thời gian cơ thể bị thiếu thức ăn và nước uống. Việc phục hồi khi bị đói cùng với việc điều trị có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Dù là bản thân có mong muốn hay không, trước khi nghĩ đến việc sẽ nhịn đói dài ngày, mình khuyên các bạn nên nghĩ đến những tác hại mà nó có thể gây ra. Các hệ thống cơ quan trong cơ thể sẽ bắt đầu xấu đi và gây ra các tác dụng phụ như mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp, nhịp tim chậm, trầm cảm, đau tim, suy nội tạng, yếu cơ bắp, da khô, tóc rụng. Cuối cùng, nếu bạn đã có được trải nghiệm sau thời gian dài nhịn đói và muốn ăn lại thì hãy nhớ, việc tiếp tục ăn sau khi nhịn đói dài ngày cần có sự giám sát của bác sĩ. Bạn chỉ nên ăn rau luộc, thực phẩm không chứa lactose, chế độ ăn ít đường, ít protein nhé.